Ở hạt Santa Barbara, tiểu bang California, có làng Sauvin. Sauvin theo tiếng Đan Mạch có nghĩa là những cánh đồng ngập nắng, còn được gọi là Little Denmark hay Denmark Village, chỉ cách Little Sài Gòn khoảng 3 tiếng lái xe. Sauvin do ba nhà giáo dục người Đan Mạch thành lập vào năm 1911 với mục đích là thành lập một ngôi làng Đan Mạch đầy dáng vẻ văn hóa nghệ thuật của quê hương mình. Khu vực trung tâm của Sauvin không lớn, với Arisor là trục đường chính và nhiều đường nhánh cắt ngang. San sát hai bên đường có rất nhiều bồn hoa rực rỡ và những ngôi nhà gỗ xây dựng đúng kiểu truyền thống Đan Mạch với những khung gỗ hình chữ nhật, vuông hoặc tam giác nhiều màu sắc bao quanh. Trên nhiều nóc nhà ở Sauvin có những con cò giả vì người dân ở đây tin rằng con cò sẽ đem lại may mắn và cản được sét đánh. Đến Sauvin, thích nhất là được ngắm nhìn những cối xay gió. Sauvin có tất cả 5 cối xay gió ở ngay khu vực trung tâm, nhưng nó chỉ được thiết kế để làm đẹp cho ngôi làng, còn bên trong là những phòng nếm thử rượu vang. Ngoài rượu, Denmark Village cũng nổi tiếng với các loại bánh mì đậm chất Đan Mạch. Ở Danish Mill Bakery, chỉ cần đứng ngoài, khách đã thấy 3 người là hình tượng rất sinh động đang làm bánh, còn bên trong lại có người chủ luôn ngồi ở một vị trí nhất định để giới thiệu về tiệm bánh của ông. Tất nhiên chỉ là hình tượng. Ở đây bán nhiều loại bánh khác nhau, rất Đan Mạch, với các khối bánh hình chữ nhật, chắc và có nhiều loại ngũ cốc. Giống như những ngôi làng ở Đan Mạch, Sauvin có nhiều lò làm bánh, cũng như những tiệm bán bánh kẹo. Chẳng cần chờ đến lễ hội ăn uống Oktoberfest hàng năm, cứ đến Sauvin, du khách đều được thưởng thức bia và thức uống ở vườn xúc xích Copenhagen. Bàn ghế ở đây đặt ngoài trời, rất thoải mái, nhất là trong thời đại dịch COVID-19. Nếu đi thăm làng Đan Mạch mà thèm phở, du khách cũng có cơ hội được phục vụ. Rất tiếc vào thời gian chúng tôi đến đây, tiệm phở phải đóng cửa vì chủ tiệm có việc gia đình. Vào dịp lễ Giáng sinh, đường phố Sauvin rực rỡ những sắc màu đỏ, xanh lá, với những cây thông và vật trang trí rất dễ thương được trình bày ngay ngoài lối đi để mọi người được thưởng ngoạn. Đến đây, chỉ cần ngồi nhâm nhi ly cà phê và hưởng không khí đặc biệt đón mừng ngày Chúa Giáng Trần cũng đủ để tâm hồn lắng dịu. Sauvin giờ đây đã là phố thị, không như ý nghĩa của cái tên là những cánh đồng ngập nắng, nhưng với khung cảnh đường phố yên bình lại được sưởi ấm bằng cái nắng Cali, cũng đủ tạo nên vẻ đẹp thuần túy và hấp dẫn một cách rất đặc trưng của một ngôi làng Đan Mạch mà nếu đã có dịp đến đây một lần, chắc chắn du khách sẽ phải quay lại.